biết con đường đi. Anh ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi phút cao, lòng bỗng thấy vương vấn bao. Con gái nghĩa tử của em cũng gần một năm rồi. Em là cô bé mà có hát ở trên mạng đúng không? Đúng dạ. Rồi đó. Và trời được ơi. Gọi là thiên thần bolero đây ạ. Cái giọng con thấp nó không có đẹp. Theo mẹ thấy là cái giọng của con trong studio thì nó hay hơn. Nhưng mà nếu con đi hát live thì con phải tập lại. Những cái đó là những cái mà để cho mình có kinh nghiệm thì cố gắng lên nha. Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến
với đêm chung kết 1 solo cùng Bolero mùa thứ tư năm 2017. Thi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Khang thực hiện. Thưa quý vị, và năm nay đã là năm thứ tư của Solo cùng Bolero. Có thể nói đây không chỉ là một cuộc thi trên sóng truyền hình mà nó đã trở thành một buổi đại tiệc âm nhạc Bolero. Và cũng từ đây, dòng nhạc trữ tình Bolero đã có thêm những gương mặt mới, những giọng ca mới. Và ở mùa thi năm nay, Phương Uyên xin phép được làm người đồng hành cùng với tất cả quý vị và các bạn để cùng tìm ra và giới thiệu những gương mặt mới cho dòng nhạc trữ tình Bolero. Kính thưa quý vị, và trên sân khấu của chúng ta lúc này chính là sự hiện diện của 16 thí sinh xuất sắc nhất đã vượt qua hơn 20.000 thí sinh đến từ vòng sơ loại để góp mặt trong vòng chung kết của cuộc thi năm nay. Chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay để chúc mừng và chào đón họ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón những vị ban giám khảo. Đầu tiên xin được trân trọng giới thiệu giám khảo danh ca Hòa My. Xin được giới thiệu giám khảo ca sĩ Quang Linh. Và vị giám khảo xuyên suốt ca sĩ Phi Nhung. Với những chủ kiến âm nhạc riêng, ngày hôm nay họ sẽ giúp chúng ta tìm ra những thí sinh xuất sắc để bước vào những vòng thi sau. Và một lần nữa hãy dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt cho những vị giám khảo của chúng ta. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng bước vào vòng chung kết của Solo cùng Bolero mùa thứ tư năm 2017. Đêm nay Bolero sẽ ống ánh sắc màu hoài niệm để nhắc nhớ chúng ta về những tháng ngày xa cũ. Tôi xin được phép bắt đầu câu chuyện của đêm dài thương nhớ. Với những cặp đôi yêu nhau mà được cùng nhau nắm tay đi trên một con đường thì còn niềm hạnh phúc gì bằng nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên, sóng gió ập đến, người thì vẫn còn ở đó, con đường đây, nhưng chúng ta đã không thể cùng nhau sánh bước. Và hai thí sinh đến từ khu vực Hà Nội, anh chàng tài xế với vẻ ngoài hào hoa Thiên Bảo và cô gái với giọng hát ngọt ngào Khánh Huyền sẽ viết tiếp mạch cảm xúc của những đêm dài cách trở bằng một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, ca khúc Đôi Ngã Đôi Ta, và một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Anh Huỳnh Thanh, Biết Nói Gì Đây. Một đêm trăng sáng thương về ngập lòng, đại dương mang sóng mình anh riêng bóng, xa xôi mịt mùng bồi hồi ước mong. Dẫu cho người ra đi năm xưa đã hẹn lòng, quên đi niềm nhớ thương, quên đi lòng vẫn vương. Những đêm trăng vàng tình cờ xuôi ngang lều vải, cho nhớ thương vài giây. Ngày xa xưa ấy thương thì thật nhiều, nhiều như biển cát, nhiều hơn nước mắt. Những đêm hẹn hò dần hơn dưới trăng. Dẫu cho tình đôi ta bao la như chiều vàng, tim sông hồ chót mang, quê hương tình vẫn vương. Nên đêm trăng vàng đẹp hành trang xuôi vạn lý, quên nói câu tạ từ. Ngày đó đôi ta thường hẹn hò,
nay chàng bâng khuâng thêm vắng. Em ơi anh muốn rằng dù thương thương nhớ nhớ, bàng hoàng nghìn đêm mơ chợt thấy lòng bơ vơ. Đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng. Một lần xa cách nên duyên thành mộng, vào đêm trăng sáng gần nhau thu ngắn cho ân tình dài dài tìm nhớ mong. Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy, hôm nào mình nắm tay khi anh về chốn đây. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói, ta với ta thành đôi. Đó đôi ta thường hẹn hò, mà nay chàng bâng khuâng thêm vắng. Em ơi anh muốn rằng dù thương thương nhớ nhớ, bàng hoàng nghìn đêm mơ chợt thấy lòng bơ vơ. Đừng buồn, đừng buồn cho đôi má xinh phai hồng. Một lần xa cách nên duyên thành mộng, vào đêm trăng sáng gần nhau thu ngắn cho ân tình dài dài thêm nhớ mong. Hãy cho thời gian gom yêu thương lên thật đầy, hôm nào mình nắm tay khi anh về chốn đây. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói, ta với ta thành đôi. Đêm khuya trăng vàng lặng lờ trôi như thầm nói, ta với ta thành đôi.
ngập đầy phố cũ hoa phai màu, mắt nhìn nhau không nói ngỡ ngỡ như mới quen. Hãy nói một câu cho vơi cạn dầu, quên đi cuộc đời. Sinh đầu tiên trong đêm thi hôm nay đó chính là Thiên Bảo và Khánh Huyền. Đầu tiên thì xin được phép mời một vị giám khảo, mà khi Phương Yên thấy là các bạn thí sinh hát thì anh đã hát theo thí sinh, sẽ nhận xét cho các thí sinh trước ạ. Thiên Bảo thì thưa với quý vị là Quang Linh biết rồi, với cái khán giả bây giờ nhìn Bảo có lẽ là mọi người nghĩ là một gương mặt mới, nhưng mà Bảo chính là một đồng nghiệp của tôi đi hát nhiều năm trước đây rồi. Nhưng mà tôi không biết lý do vì sao thì bẵng đi một thời gian qua thì không thấy cậu ấy đi hát. Và bây giờ hôm nay tôi rất là bất ngờ khi mà gặp cậu ấy ở đây. Thực ra thì trước đây Thiên Bảo cũng là một ca sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà vào năm 2005 thì Thiên Bảo có một việc rất là trọng đại trong đại gia đình của nhà Thiên Bảo. Cho nên Thiên Bảo phải rời thành phố Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh. Và cho đến năm nay, năm 2017 này, cái việc đã ổn thì Thiên Bảo đã quay trở lại với cuộc thi solo cùng Bolero. Chỉ có điều là anh thấy dạo này em xuống sắc lắm. Thưa quý vị, đây là một trong những hot boy của ngày xưa, đẹp trai như Hàn Quốc, đẹp ghê lắm bạn. Tôi ghi nhận được Bảo vẫn giữ được cái chất giọng của ngày xưa. Hôm nay thì Bảo hát một bài hát rất là tình. Và cái cách hát của Bảo, nếu mà mới thoạt nghe thì tưởng rất là thô, nhưng mà cậu ấy
hát theo kiểu giữa cái thô và những cái thả nhỏ với nhau, đối nghịch cái âm thanh đó tạo ra sự cuốn hút cho người nghe. Tôi nghe tôi thích lắm, nhất là có những cái đoạn mà Bảo thả nhỏ một cách đầy bất ngờ. Đáng lý tôi sẽ cho Bảo điểm rất là cao, tuy nhiên cả Bảo và Khánh Huyền tôi điều trừ lại những cái điểm sau đây là các bạn có một vài từ ở trong bài hát các bạn hát đã sai đi, những cái từ đệm thôi, nhưng mà chính những cái từ này nó làm nên chất thơ cho bài hát. Ví dụ như là gần nhau thu ngắn nên ân tình dài. Gần nhau thu ngắn cho ân tình dài, dài tìm nhớ mong. Chỉ là từ cho và từ nên thôi, nhưng mà cái ý thơ của câu nó sẽ khác đi. Như Huyền, Huyền hát câu là một người một lối đi buồn riêng tôi. Một người một lối đi buồn riêng tôi. Mà đúng bài của nó là sầu riêng mang, nghe nó thơ hơn. Các bạn phải nâng niu từng con chữ, từng nốt nhạc, bởi vì không phải là vô tình mà người nhạc sĩ người ta viết ra như vậy đâu. Người ta cố gắng nặng đầu nặng óc ra để nghĩ ra được những cái câu, những cái từ như vậy để cho cái chất thơ của bài hát nó lên. Riêng phần của Huyền thì Huyền để ý thêm là khi em hát đi, em che cái micro này thì anh không thấy cái mở khẩu hình miệng của em, cho nên nghe nó bị bí từ và nghe nó không có rõ lời lắm. Em lại có một chất giọng rất là hay, nó dày và nó có một tí khàn, một tí nhựa trong đấy. Cảm ơn sự lắng nghe của hai em rất nhiều. Em cảm ơn. Xin được cảm ơn giám khảo ca sĩ Quang Linh. Ngồi Uyên thấy cô Hạ My thì ghi cũng chi ly lắm, nhưng mà không biết cô có dễ tính hơn không ạ? Lần đầu tiên mới nghe Bảo hát, nhưng mà Hạ My cảm thấy rằng giọng Bảo rất ấm và dày. Nhạc của Trần Thiện Thanh đó thì hát giống như là kể chuyện vậy đó. Khi mà mình hát một cái bài hát, cái quan trọng nhất là cái phần vô đầu, thì cái chữ là một đêm đó, thì Bảo hát dính hai cái chữ đó lại. Một đêm trăng sáng thương vì ngập lòng, đại dương mang sóng. Thì mình nên rời nó ra, một đêm nó dễ hơn là một đêm. Nếu mà nói chung thì Họa My rất là khen giọng hát của Bảo. Hồi xưa tới giờ thì Họa My chưa thấy, nhưng mà thấy hình thức như thế là cũng được rồi. Tự cũng đủ, dạ cũng đủ lãng tử đẹp trai rồi đúng không ạ? Cũng đẹp trai rồi. Chắc chắn là Thiên Bảo sẽ giữ cho mình một cái hình ảnh đặc biệt, đặc trưng của Thiên Bảo. Đó là khi xuất hiện người ta sẽ nói, ủa ca sĩ đội nón chắc là anh Thiên Bảo rồi. Thiên Bảo cũng hy vọng là tất cả mọi người sẽ đón nhận Thiên Bảo một cái tình cảm thân thiết nhất. Người thứ hai là Khánh Huyền. Bài hát này Khánh Huyền hát nó trọn vẹn thôi. Cái bài này em hát em phải lên nửa tông. Cái giọng thì đầy phía trên, nhưng mà cái đoạn, những cái đoạn dưới thì rất là mờ. Thật sự là mình có nhận thấy được khuyết điểm trong giọng hát của mình. Vì thực sự là mình bị sơ dây thanh khoảng chừng hơn một năm nay. Mình vẫn luôn dùng thuốc và khống chế lại giọng hát, nhưng thực sự là không may mắn. Đây là lần đầu tiên Phi Nhung mới nghe cái giọng của Thiên Bảo thì rất là ngạc nhiên. Nhung nghĩ sao mà giống một người ca sĩ đàn anh của mình là anh Tuấn Vũ đó, nhả chữ cũng giống. Thì chắc là ái mộ, chắc là ái mộ, giống là ái mộ đó. Thực ra thì anh Tuấn Vũ là một thần tượng trong cuộc đời của Thiên Bảo từ khi thuở còn ấu thơ, và nó bị nhiễm chứ không phải cố tình hát cho giống. Anh Thiên Bảo thì phát âm nó bè ra quá, nó chưa có gọn lại. Chắc là lần đầu tiên mình mở màn, trên đi một hai ba vòng nữa thì em nghĩ là nó sẽ bộc phát rất là hay. Chỉ góp ý với Thiên Bảo là đối với Phi Nhung thì Phi Nhung cần một cái giọng đặc biệt của Thiên Bảo, chứ Phi Nhung không có cần một cái giọng giống một ca sĩ nào. Thực ra là đấy là chất giọng chính của Bảo. Bạn ấy xuất thân là từ trường nghệ thuật quân đội. Bạn không hát cái dòng nhạc này đâu, và giọng của bạn vẫn đúng như thế. Có thể do những người quê tôi ấy, khi hát nó hay bị thô thô cái từ nó như thế. Nhưng mà chính ra những cái từ thô đấy thì tôi nghĩ là cũng đã có những nghệ sĩ thành danh, chứ thực ra là không phải bạn ấy là bắt chước đâu. Rất là vui là khi anh Quang Linh đã nói đỡ cho một số vấn đề để Thiên Bảo cảm giác tự tin hơn. Nếu mà như vậy thì em rất là tò mò, em muốn là anh Thiên Bảo có thể hát một cái giọng Quảng Trị thì anh xa hát. Quảng Trị quê hương tôi, 20 năm chưa hề trở lại, nở áo cơm dằm đường xa ngãi, lòng hỏi lòng tôi biết về mô. Hay lắm anh, hay lắm luôn. Bạn ấy vừa hát từ đầu tiên tôi thấy có một cái giọng điện lạnh toát chạy qua người tôi như vậy.
Những chữ đầu tiên thôi là tụi tôi đã bị ớn lạnh rồi. Sao kỳ vậy? Sao mềm lòng thế? Lần đầu tiên với em làm việc chung với anh Linh mà em thấy anh có cái sự mà gọi là mắc cỡ rồi, e thẹn rồi. Có thể là bắt nhịp được một cái sự đồng cảm trong một cái âm thanh nào đó thôi. Thế mắc cỡ với thấy đường mình ra. Bây giờ Phi Nhung sẽ nói về Bé Khánh Huyền nha. Phi Nhung rất là thích cái giọng của em. Giọng rất là ngọt, nhẹ nhàng, bay bổng. Nhưng mà trong cái lòng chữ em nhả, chữ em phát âm thì không có rõ ràng lắm. Nếu mà em khắc phục được thì chị nghĩ cái giọng của em nó sẽ rất là hay. Mặc dù tham gia cuộc thi này, bệnh tình của mình có thể nặng hơn và cũng có thể là mất tiếng và không thể hát được nữa. Nhưng mình không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào đi ngang qua cuộc đời mình. Thưa quý vị, xuất hiện trong chương trình Tình Bolero vào cuối tháng 3 năm 2017, dù chỉ với vai trò là hỗ trợ cho cha của mình là nghệ sĩ Mạnh Thường, thì anh chàng đường phố Mạnh Nguyên lại nhanh chóng chiếm được cảm tình của quý vị khán giả bằng một gương mặt hiền lành và một giọng hát truyền cảm. Còn cô nàng 20 tuổi Quỳnh Trang thì lại được quý vị khán giả yêu mến và gọi bằng cái tên là Thiên Thần Bolero, bởi một gương mặt thánh thiện, một đôi mắt đượm buồn và một giọng hát làm say lòng người. Và giờ đây, hai thí sinh này sẽ viết tiếp câu chuyện của đêm nay, đêm tiễn biệt. Có thương một người, còn mơ những lúc đón đưa trong đời. Ân tình tựa như mây cao, hay chỉ là trong chim bao. Còn thương tiếc chi ngày nào, ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời, ân tình rồi đây phai phôi, chỉ còn mình tôi đơn côi. Người ta đã quên thật rồi. Khôn nguôi đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi, nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Còn đâu em hỡi hương xưa một thời, tìm chung gì vắng cơn mơ gọi. Ân tình rồi đây ly tang, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Ngày mai hai đứa xa nhau thật rồi, còn đây đêm cuối nói cho cạn lời,
ân tình rồi đánh phai phôi. Chỉ còn mình tôi đơn côi, người ta đã quên thật rồi. Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào. Người đã quên ta rồi, ta còn nhớ khôn ngôi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi. Nghe thương sầu xót xa lòng tôi, còn đâu em hỡi hương xưa một thời. Tiềm trong dĩ vắng cơn mơ gọi thôi rồi tình ta ly tan. Nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan. Nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè bàng. Thôi rồi tình ta ly tan, nay người về nơi cao sang, bỏ tôi khóc duyên bè.
còn cho ta được ngày vui, ước mơ lần về xóa nỗi đơn cuối, chúng mình lại thao thức bao buồn vui. Đêm nay tiễn đưa, giây phút cuối vẫn còn tay ấm tay, mai sẽ thắng cơn lạnh khi gió bay, và những lúc mưa gọi thương nhớ này, và những lúc mưa gọi thương nhớ này, và những lúc mưa gọi thương nhớ này. Cảm xúc đầu tiên của Hòa My khi nghe Mạnh Nguyên hát rất là xúc động, vì cái giọng của em nó rất là truyền cảm. Bài hát này và cái giọng hát của em rất thích hợp, nhất là dòng nhạc bolero. Khi mà em hát nó có nhiều cái đoạn cao trào, em hát nó rất là có cái nuance lớn và nhỏ. Cách hát của em làm cho Hòa My cảm thấy rằng mình xúc động, và quan trọng nhất là nó có cái tình. Hòa My xin nói đến Quỳnh Trang. Em chọn cái bài này đó thật sự là không có dễ. Từ cái bài này nó rất là trắc trở về cái nốt. Cái phần hát giọng cao em lại rất tốt, nhưng mà cái sở đoản là em xuống trầm nó cũng không có được tốt. Khuyết điểm của em là về những nốt trầm hơi mờ, thì cái đó là khuyết điểm từ trước giờ của em, và em cũng đang khắc phục nó. Trang có một cái giọng rất là bắt micro. Anh thấy em có một cái giọng hát rất hay, đầy đủ âm cao, trung, trầm hơi thiếu một tí. Anh nghĩ là em có thể chuyển lên nửa tông nữa thì em hát nó sẽ không bị đâu. Có thể hát được giọng giảm thanh mà. Và anh đã nói luôn, bài hát này khó lắm. Cái bài này nó là một cái bài trữ tình, tình yêu, mà nó mang trong đấy là chất dân ca rất là nhiều. Nếu như mà tiết mục của em vừa rồi anh có phê bình cái gì, là anh phê bình em đã chọn cái bài hát quá khó để đi thi. Với bài hát Chuyện Hợp Tan thì Quỳnh Trang cũng biết đây là một bài hát rất là khó, và cần ở người ca sĩ có một sự trải nghiệm thì mới có thể truyền tải hết nội dung của bài hát này. Nhưng mà Quỳnh Trang muốn thử sức mình. Em Mạnh Nguyên, anh hoàn toàn đồng ý với chị Hòa My là em có một giọng hát rất tình, rất thích hợp với thể loại nhạc này luôn. Tuy nhiên anh thấy vừa rồi những cái nốt lên cao của em nó cảm giác hơi bị hụt hẫng. Ôi trời ơi, giống như là uổng quá tí xíu nữa là tới rồi. Thì cái nốt lên của em nó hơi bị nghẹn lại. Em phải tập làm sao để cho nó thoát ra. Một phần nữa do em lấy hơi không kỹ, cho nên hầu như tất cả những cái nốt cuối của em bị thiếu cái độ ngân. Mà đối với dòng nhạc này rất cần cái ngân cuối. Vì người ơi có nhớ, có thương một người. Người ơi có nhớ, có thương một người. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Còn đây đêm cuối nói cho cạn lời. Ví dụ thế. Khi bước lên sân khấu tại hồi hộp quá thì có nghe là phải tập lại những cái câu cuối đó để cho nó bài hát nó hoàn thiện được tốt hơn. Bạn Mạnh Nguyên, khi mà em cất cái tiếng hát lên, cô Hòa My cũng như là chị Phi Nhung ngồi nghe muốn nổi da gà. Mà chị cố gắng chị nghe coi thử có một cái nốt nào để mà gọi là bị phô, bị chinh không? Hình như là em không có. Đó là từ đoạn 1, đoạn 2 cho tới điệp khúc. Bị uổng quá. Tại sao trong cái điệp khúc em không chịu hát cho nó thoáng ra cái giọng của em luôn, mà em hát em gằn lại, làm cho con người nó nghe. Lúc đầu em cho nghe thoải mái, tự nhiên sau nghe nó mệt quá. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đây rồi mà xa ngàn khơi. Theo chị là chị góp ý kiến với em như vậy, cố gắng mình hát cho thoát chữ, nó nhẹ lại. Hồi xưa tới giờ em cũng chưa có học thanh nhạc, cho nên em hơi thiếu về cái đó, nhưng mà em sẽ cố gắng hơn. Và ở đây chị khen em nữa là cái diễn xuất của em rất tự nhiên, rất là đàn ông, duyệt. Đúng không anh Linh? Cái phần diễn xuất thì gương mặt, biểu cảm thì ok, nhưng mà em có cái dáng đi anh thấy hơi độc và là lạ. Là em cứ đi em văng một cái chân, sao em văng cái chân kia đàn ông vậy? Mà người ta đàn không ông người ta đi vậy mà không phải anh thấy nó hơi hơi bị sao sao á.
Trai mới lớn, đàn ông mới lớn mà đi đường đường mới lớn. Em đi lại đi, em đi lại. Hai, ba, em đi lại thử. Em đi lại coi em. Đi lại đi Nguyên. Người ơi có nhớ có thương một người đi, hai ba bữa hát vừa đi coi. Người ơi có nhớ có thương một người. Bây giờ sửa lại rồi, ok. Em đi như thế này là đẹp nhá. Nguyên thì cũng từ lúc biết hát nhạc bolero tới giờ, hát đường phố không, mình không có biết cách nào để diễn tả hết. Mình hát bài buồn thì trong lòng mình buồn, thì cái vẻ mặt của Nguyên thì nó rất là buồn. Cái bản năng Nguyên sao thì Nguyên diễn như vậy. Em nên nhớ là các cái camera nó đang ở đây thì em phải tranh thủ để nhìn vào nó và diễn xuất vào nó. Chứ nãy cái bóng hình bên này thì em nhìn vào đấy và em cứ nhìn vào đấy thôi. Trên hết là dưới còn rất nhiều khán giả. Em phải có sự giao lưu và tương tác với khán giả. Còn nếu mà em hát với kia thì hai đứa về nhà hát với nhau một cũng được. Không cần biết đây. Hai đứa về nhà hát với nhau. Cặp đôi với nhau người ta phải diễn xuất, người ta phải giao lưu với Quang Linh. Đồng ý, đồng ý, nhưng mà một bài nó có tới 4 phút hoặc 5 phút. Thì những cái lúc giao lưu đó thì em chỉ dành trong 30 giây hoặc 1 phút. Còn lại em vẫn phải hát cho khán giả nghe. Khi mà là Nguyên lên thi rồi thì có những cái lỗi ban giám khảo góp ý, từ từ Nguyên sẽ cố gắng khắc phục. Quỳnh Trang không có giấu giếm gì tất cả mọi người ở đây, cũng như là chị Hòa My, cũng như anh Quang Linh, thì là em có nhận bé Quỳnh Trang làm con gái nghĩa tử của em cũng gần 1 năm rồi. Em là cô bé mà có hát ở trên mạng đúng không? Đúng rồi đó. Và được gọi là thiên thần bolero đây ạ. Cái giọng con thấp nó không có đẹp. Theo mẹ thấy là cái giọng của con trong studio thì nó hay hơn. Nhưng mà nếu con đi hát live thì con phải tập lại. Những cái đó là những cái mà để cho mình có kinh nghiệm thì cố gắng lên nha. Xin cảm ơn lời góp ý rất là chân thành từ các cô chú ban giám khảo. Và Quỳnh Trang sẽ lấy những cái lời góp ý đó làm kinh nghiệm để mà cố gắng tốt hơn trong những ca khúc sau. Những lời góp ý của ban giám khảo luôn luôn là bài học quý báu cho các thí sinh. Và chúng tôi đứng trên này thì thưa quý vị, chúng tôi sẽ không lý giải quá nhiều về những vấn đề, những khó khăn mà các thí sinh của chúng ta đang gặp phải. Vì khi đã đứng trên sân khấu thì các thí sinh sẽ phải cống hiến hết mình để gửi đến những tiết mục trọn vẹn cho quý vị khán giả. Và quý vị khán giả hãy tiếp tục yêu thích, ủng hộ và đồng hành cùng với hai thí sinh của chúng tôi, Mạnh Nguyên và Quỳnh Trang. Trách người tình phụ, một cụm từ vừa nghe qua thôi là đã đủ thấy xót xa rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, biết trách ai bây giờ khi tình gian dở? Vì cả trong tình yêu và trong cuộc sống, đôi khi có những hoàn cảnh mà chúng ta không thể đến được với tình yêu của mình, dù trái tim vẫn còn da diết không nguôi. Và đó cũng chính là câu chuyện của thí sinh Võ Hoài Long, anh chàng vốn đã bén duyên với cổ nhạc từ lâu, và cô gái Bảo Hân, một người được khán giả yêu mến bởi dòng nhạc trẻ trung và sôi động. Ngày hôm nay trên chính sân khấu này, họ sẽ nối lại mối duyên đã lỡ dở từ lâu với dòng nhạc trữ tình quê hương Bolero. Được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng thương quá sự đời. Bao nhiêu lần thương, bao nhiêu lần nhớ, biết người thờ ơ, sao lòng còn thương nhớ. Vì mơ mộng nhiều ngày cưới xe hoa nên người ta phụ mình, quen nhau làm chi thương đau chuột lấy. Mắt lệ tình ơi từ đây xin trốn từ. Thôi bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh
lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay đổi lòng. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ đây xin chối từ. Bây giờ anh xin trả cho em khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đắng cay làm chi, em trả cho anh lời cay đắng làm gì. Vì trong cuộc đời còn trắng đôi tay nên người thay phụ lòng. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ đây xin chối từ. Nhưng em nào hay cho em nhiều quá, lỡ một lần say từ đây xin chối từ. Tôi nhắc lại lần cuối, anh ấy là của tôi, của tôi, có hiểu chưa? Cô mà còn tìm anh ấy thì đừng trách tôi. Cô nhìn lại mình đi, nghèo mà nghèo cao. Cầm băng ôm tuyết lạnh mùa.
lời yêu đương, cho tình duyên tan tác, cho đôi đường chia ly. Giờ xa cách nhau anh hiểu vì đâu. Anh đừng giận em, đừng trách. Khắc trong lòng tình đầu nay đã không mong, cầm băng ôm tuyết lạnh mùa đông thì thôi kỷ niệm mình khắc trong lòng tình đầu. Bài Lá Thư Cuối Cùng của Hoài Long. Tôi thú thực là hôm nay lần đầu tiên tôi mới biết bạn. Thế nhưng mà tôi xem cách bạn hát và bạn diễn thì tôi nói với Phi Nhung là tôi biết bạn này là ai luôn. Nói như vậy để thấy là Long có một dáng vóc nè, một khuôn mặt ăn sân khấu, sẽ được rất nhiều người thích khi mà em chọn dòng nhạc này. Nhưng cả phần hát và cả phần diễn xuất của em phải bớt lại một tí. Tại cái cách diễn của em nó vẫn là người từ cổ nhạc bước sang. Nhưng mà anh nhắc lại nha, em vẫn là người hát hay và diễn hay nha. Cảm ơn em. Vậy? Long là một nghệ sĩ cải lương. Tại vì bên cái cải lương á, là nó phát âm, nó nhả chữ là ca, là nó khác bên nhạc hoàn toàn. Nó nâng nhiều lắm. Bạn Bảo Hân, giọng em cũng thế, rất là dễ thuyết phục người nghe. Tuy nhiên em thì ngược lại với bạn kia. Anh muốn là em có một cái sự trách móc hơn một tí nữa. Tại anh ấy. Tại anh đó nên duyên mình dở dàng. Chứ không tại tại ấy hết. Em phải trách người ta tí nữa. Thì ở đây cái em cũng có, nhưng mà nó chưa nhấn lắm. Nó phải nhấn một tí nữa, nó luyến một tí nữa, nó phải điệu hơn một tí nữa, nó phải trách tí nữa để cho người ta đau. Như vậy thì nó sẽ trọn vẹn hơn trong ca khúc vừa rồi. Cảm ơn là em anh nhé. Anh Thị Phạm đi, mặc anh bên này, tuyết lạnh đi. Anh mặc, anh xây mặc bên này cái dạ cô rồi. Thấy thôi anh làm tại đi chơi. Tại cô á, chẳng phải tại ai hết á. Tại cô đó. Thực sự là ví dụ một tí để cho quý vị vui thôi ạ. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị nhiều. Xin cảm ơn. Và bây giờ thì chắc xin mời một ý kiến khác của giám khảo cô Họa My ạ. Giọng của Hoài Long rất là tốt, giọng rất có tình cảm, dày dặn. Chỉ có một cái chữ đầu đó, mình vô đó. Thí dụ như được thư lần này đó. Được thì mình hát được liền chứ đừng được. Được thư lần này buồn lắm em ơi, nhưng thương quá sự đời. Còn cái phần trình diễn, Long diễn xuất rất là tốt. Tốt mà tốt lắm đó, thành ra hơi tốt lại chút. Đối với Họa My thì cũng không có vấn đề gì. Nếu mình cảm xúc tới đâu thì mình diễn tới đó. Hoan nghênh rất là nhiều Hoài Long. Hoài Long tập rất là nhiều. Tập từ phát âm, nhả chữ, sao tròn dành rõ chữ. Tại vì mình đã quyết định mình đi tham gia một cái cuộc thi thì mình phải ráng trau dồi làm sao mà đáp ứng được cái tiêu chí của chương trình đề ra. Bảo Hân có cái giọng rất là tốt, rất là trong trẻo, rõ ràng. Lên cao cũng tốt, mà xuống thấp cũng rất là rõ. Nhưng em để ý là những cái câu đầu vô từng đoạn thì em hay bị giống như là cảm xúc không biết làm sao nữa, mà nó vô nó không có đúng cái cao độ lắm. Tại anh đó nên duyên mình lẻ loi. Điệp khúc cũng vậy, chứ khi đó em hát đó, nó thẳng ra quá, cho nên nó rất là khó. Khi xưa anh không nói nên đâu ngờ. Em lấy chút xíu. Khi xưa anh không nói em đâu ngờ. Nó có thể ca khúc này lúc đầu ra thì bạn có đặt quá nhiều cảm xúc của mình vô để có thể hiểu được cái bài hát, cho nên là có một phần trên phô trong bài hát. Bảo Hân vừa xuống thấp cũng đẹp mà vừa lên cao cũng đẹp, giọng rất là mạnh, rất là rõ chữ. Cái Phi Nhung góp ý cho em là hơi của em ở đây cao có thấp có, nhưng mà nó bị yếu, em không có control được cái hơi của em. Bạn kia thì diễn nhiều quá em thì bị cứng. Còn Võ Hoài Long, khen ở Hoài Long một cái điểm này nè, bên ca cổ nhưng mà khi ca nhạc em không có một dính líu gì, một cái ngân cái nga gì về phía bên ca cổ hết. Số 1. Đúng rồi đó, đồng ý đó.
Còn một điều nữa chưa nói kìa. Điều gì? Trời ơi, nãy Long vừa bước lên cái Phi Nhung, trời đẹp trai quá. Trời ơi, có đạt em nói gì nữa. Không, đẹp trai, đẹp trai mà. Ừ, được. Yeah. Đó là đóng kép cái lương là số 1 đó. Ha, rồi cố gắng lên nha. Những cái lời góp ý của anh Quang Linh, chị Phi Nhung và danh ca Họa Mi đã giúp cho Long một cái bài học rất là ý nghĩa. Hội ngộ rồi chia ly, từng cuộc tình cứ thế đi qua đời ta để trở thành dĩ vãng. Cứ ngỡ rằng nếu như mà có một ngày tình cờ chúng ta vô tình chạm mặt phải người xưa ở trên đường thì cũng sẽ mỉm cười rồi bước tiếp. Nào ngờ chỉ cần lật lại những trang nhật ký đã hoen màu thời gian, lòng lại tung tóe những nỗi nhớ, niềm thương. Và bây giờ đây chúng ta hãy cùng nghe hai thí sinh, cũng là hai thí sinh cuối cùng của đêm thi hôm nay, viết tiếp nhật ký cuộc tình bằng bolero với một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn, ca khúc Nhật ký đời tôi với phần thể hiện của chàng quân nhân phục viên Ngọc Trọng, và ca khúc Nhật ký hai đứa mình sáng tác anh Bằng, Trúc Ly với phần thể hiện của thí sinh Minh Nguyệt. Trong suốt cuộc đời tương lai trả lời thôi. Một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi, lo cho số phận, lo cho duyên mình sẽ thành một kiếp hoa. Sớm nỡ tôi tan, đời ai không một lần quen biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa. Ly, chúng mình chưa nói hết câu tạ tư. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương.
khúc tình ca. Thôi thế là thôi, là thế rồi, hiện tại ước mơ nhiều. Cuộc đời rồi đây biết bao giờ mới được yêu. Ngày biệt ly chúng mình chưa nói hết câu tạ tư. Năm năm cách biệt, năm năm mong chờ héo mòn tình nghĩa xưa. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhắc đến thấy buồn, tình kia ngăn đôi đường. Nhật ký đời tôi ghi thêm một lần thương. Nhật ký của hai đứa mình, đường yêu em bước chân vào gặp anh là muôn bước chân. Tình ta ngày ấy có anh như đêm có ngày, có em như chiều có
khi chém lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước tôi đành vui trốn từ đây thế thôi. Còn đâu mà nhớ ai ơn mây đen xóa mờ, dứt đi cũng đàn thiết tha, thôi cũng như qua một giấc. Quá ngọt ngào luôn, ngọt còn hơn mía chị My nha. Nói về Ngọc Trọng chứ, thực sự ra Phi Nhung nghe từ đầu cho tới cuối không có một cái gì để mà Phi Nhung bắt lỗi được Trọng hết. Mình ngồi mình cứ suy nghĩ, hình như cái bài này nó quá dễ đối với cái giọng hát của Trọng, người nào cũng có thể hát được. Thành ra Nhung cũng không biết nói như thế nào. Hay thì có hay, ngọt thì có ngọt, diễn xuất thì cũng vừa phải, cũng rất là tốt. Nhưng mà ở đây Nhung chưa có tìm ra một cái sự đặc biệt của Trọng trong cái bài hát này. Khi mà Trọng nhận được cái bài này, Trọng cảm giác rất là lo. Tại vì ai cũng có thể thuộc bài này, nên là mình muốn làm mới nó đi thì rất là khó, Trọng rất là đắn đo. Áp lực là áp lực cái đó. Và còn về của Minh Nguyệt thì có cái duyên ở đây một chút là hát hơi bị đớt một chút, nhưng mà cái đó là cái duyên, cái giọng hát của Nguyệt đó. Chúc mừng bạn, chúc mừng hai bạn. Ngọc Trọng á, cái cách hát của em á, nó săn sóc lắm, nghĩa là nó trau chuốt từng chút một. Nhưng mà có một cái lỗi nhỏ, tức là em vô chữ ngược thời gian, cái chữ ngược em hơi bị phô. Ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Có lẽ em mới đầu vô làm như là chưa có định hồn hay sao á. Cái style của em á, chị Hoa My thấy là hình như nó có một cái gì á giống giống em ái mộ anh Sơn đúng không? Ngọc Sơn đó. Đó, thấy không? Có lẽ là cái ý thích, cái ái mộ của em, cho nên là em tìm một cái sự đẹp trong cái giọng hát của anh Sơn. Mà ở đây thì em lại, cái sự đòi hỏi của em nó lại cao hơn, là em muốn cho bạn này phải có cái gì đặc biệt cơ. Tại vì mà cái bài này nó tiêu chuẩn nó đã là như vậy rồi, nó căn bản nó là như vậy rồi, em có thể hát hơn được nữa. Nếu mà em hát một cách khác hơn để mà cho hay hơn thì cũng hơi khó. Nhưng mà tại vì cái này đủ khả năng là. Sau khi Trọng nhận bài hát này thì Trọng cũng có tham khảo nhiều, nhiều cái ca sĩ thật sự. Nhưng mà tại vì anh Ngọc Sơn ấy là Trọng cũng là thần tượng là từ xưa giờ rồi. Thời trẻ anh Ngọc Sơn hát cái bài này rất là hay. Và cái quãng giọng vào những cái nốt cao á, chắc có thể là Trọng tham khảo nhiều quá nên Trọng bị nhiễm. Minh Nguyệt thì em có cái giọng rất là dịu dàng, ngọt ngào, mượt mà. Thì em cũng chỉ làm tròn bài hát thôi. Chứ mà nếu mà xuất sắc thì chị Hoa My chưa thấy. Cảm ơn em. Tôi hoàn toàn đồng ý với chị Hoa My và Phi Nhung là tiết mục của hai bạn tròn trịa. Và nếu như tôi trên cương vị là một khán giả đi xem á, thà là đi xem một người hát xong mà tức quá, trời cái con bé đấy cơ gì mà nó cái nốt đấy mà nó hát hay tí nữa là hay rồi, tự nhiên hát cái nốt đó bị dở, thì ít nhất cái cô bé đấy về vẫn còn được nhắc. Chứ cô hát mà không hay không dở thì về người ta cũng quên mất. Khi mình hát giống như mình đang kể cho người ta nghe một câu chuyện. Thế nhưng mà tùy theo cách kể chuyện của từng người và cách kể chuyện của hai bạn vừa rồi nó không có thuyết. Bạn Ngọc Trọng có một chất giọng cực kỳ thuyết phục luôn. Bạn vừa mới thoát ra những âm thanh đầu tiên, cái âm thanh của bạn hay lắm, nó tràn đầy trong nhà hát này này. Nhưng mà đến nốt thứ tư, thứ năm thì bắt đầu tôi theo dõi câu chuyện và tôi thấy không có gì để theo dõi cả. Người ca sĩ, nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu hát một bài hát, người ta nghiên cứu tác phẩm chỗ nào để nhấn nhá, để giống như mình kể chuyện cho họ. Thì cái lúc đó anh biết không, đến lúc đó câu chuyện nó sẽ bắt đầu, ví dụ thế, thì bắt buộc người ta không nghĩ gì xung quanh hết, người ta sẽ chú ý vào các bạn thôi. Ví dụ nhật ký hai đứa mình, bạn có thể hát cái chỗ mà sẽ nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi. Chuyện tình hai đứa thôi đành vui chôn từ đây thế thôi. Ví dụ thế. Thì mình chưa nắm được tính chất của nội dung bài cho lắm.
cho nên mình hát hơi đều, nhưng đó sẽ là những cái kinh nghiệm rất là quý cho cái con đường sự nghiệp ca hát của mình sau này. Thì đấy là cái cách mà các bạn lưu ý nếu như các bạn còn đi tiếp. Chứ với một cái dàn thí sinh mà mạnh như này, mình không nên để mình bị nhạt nhòa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến của Hội đồng ban giám khảo. Thưa quý vị, như vậy là những tràng pháo tay để động viên và chúc mừng cho 8 thí sinh. Và thưa quý vị, 8 thí sinh nhưng chỉ có 6 người được bước tiếp những nấc thang tiếp theo của solo cùng bolero. Và hai người tôi không gọi tên đồng nghĩa với việc phải dừng lại ở cuộc thi này. Tôi xin được công bố số điểm của thí sinh có điểm số cao nhất. Đó là một chàng trai. Một chàng trai được đánh giá là đẹp trai và giọng hát cũng đẹp nữa. Nhưng anh xuất thân từ cổ nhạc và xin được chúc mừng Võ Hoài Long. Tiếp theo, một thí sinh cũng nối lại duyên tình với bolero vì trước đây cô không phải là theo đuổi dòng nhạc này. Và xin được chúc mừng Minh Nguyệt. Có những cuộc tình với bolero dù cách xa đằng đẵng nhưng mà nếu như đủ yêu thì chúng ta sẽ tìm về. Và đó chính là câu chuyện của một chàng trai vốn là đã theo một sự nghiệp khác nhưng mà cuối cùng anh lại tạm ngưng công việc của mình để quyết định đến gần hơn với bolero. Và xin được chúc mừng anh Ngọc Trọng. Và tiếp theo sẽ là một thí sinh nữ. Và xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho Quỳnh Trang. Và tiếp theo, tôi xin phép được gọi tên chàng trai đường phố Mạnh Nguyên. Còn trên sân khấu đến 3 thí sinh. Tuy nhiên thì tôi chỉ được phép gọi tên một người có số điểm cao hơn hai người còn lại để bước tiếp vào những vòng thi sau. Và thưa quý vị, đó chính là anh chàng tài xế Thiên Bảo. Như vậy là tấm vé cuối cùng cũng đã tìm ra chủ nhân. Và xin được chúc mừng Thiên Bảo. Xin được cảm ơn hai cô gái xinh đẹp của tôi đã đến với chương trình. Và chúc hai bạn sẽ luôn luôn giữ vững niềm đam mê, nhiệt huyết của mình với dòng nhạc này và bước tiếp những chặng đường dài hơn nha. Cảm ơn hai bạn. Đêm dài thương nhớ đến đây đã khép lại. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Cuộc thi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng với công ty truyền thông Khang thực hiện. Chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng với 8 thí sinh tiếp theo của top 16 trong đêm chung kết 2 vào tối thứ hai tuần sau với chủ đề Khúc Ly Ca. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Như vậy, 6 gương mặt được đi tiếp đến vòng chung kết tiếp theo đã được xác định. Đó là Hoài Long, Minh Nguyệt, Ngọc Trọng, Quỳnh Trang, Mạnh Nguyên và Thiên Bảo. Và trong tập tiếp theo, 8 thí sinh còn lại của top 16 sẽ bước vào cuộc so tài với chủ đề Khúc Ly Ca để tìm ra 6 gương mặt được đến với vòng chung kết tiếp theo. 8 thí sinh, 8 giọng ca sẽ thực sự là thử thách lớn đối với bộ ba ban giám khảo, ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Quang Linh và danh ca Họa Mi. Cô nhìn thấy em thì cô nhớ tới cô hồi cô còn nhỏ, thì cô không hát được như Nhung bây giờ đâu. Nếu như mà tôi có hát bài này thì tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ hát không bằng em. Và đối với quan điểm của tôi, những cái gì mà tôi không làm được bằng người ta thì tôi sẽ cho 10 điểm. Hoa My cũng thấy rằng em có một cái gì đó nó khác người. Nhìn em tôi cũng không cảm tình luôn. Em không có đẹp trai, nhưng mà bắt đầu khi em cất giọng hát lên thì tôi nhìn em rất là đẹp. Giọng mạnh nha, đẹp ha, nhìn là thấy rất là ngầu. Nhưng chỉ nói bài Hạ Thương miền Trung tuổi Huế gì đấy,
Thế mà tôi đọc lại đọc luôn tới tôi không thấy có chữ miền Trung nào trong này cả. Không có miền Trung nhưng mà cái cách hát của đó. em Trung Quả. Và người là để tôi nói xong xong chị cãi lại nó mới vui. Ok. Solo cùng Bolero vang mãi những khúc tình ca. Xem đầy đủ chương trình qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.